Hello, chào các bạn quay trở lại với kênh của Văn Hóa Vlog và mình là Văn Hóa Lazada. Hôm qua mình có review về cái bộ combo sản phẩm toàn là keo dán, băng dính, nói chung là siêu dính chống thấm ở trên Shopee. Ngày nay thì mình sẽ thực nghiệm một trong những cái sản phẩm đó nhá. Ở đây mình có mấy loại sản phẩm cơ. Chúng ta điểm qua lại này. Cái này là máy ion này. Cái này là băng dính Waterproof này. Bên này thì có băng keo cường lực trong suốt này. Trong này có một cái loại keo nữa. Cái keo này như là Universal gì đấy. Keo Universal này. Nhưng hôm nay mình sẽ thực nghiệm cái keo mà đây. Cái này mình có xem rất nhiều video trên mạng của nó về cái keo này. Đó chính là Waterproof. Hôm nay chúng ta sẽ thực nghiệm cái keo này xem dùng như thế nào và nó có dính hay không nhá. Rồi, mình đang cầm trên tay là cái băng keo Waterproof Chaspet. Đây, anh em có thể thấy dạng. Hôm nay mình sẽ review chi tiết của nó này. Thì cái sản phẩm này mình mua thì nó nguyên niêm phong nhá. Đây, có dán một cái lớp gọi là lớp siêu giống kiểu siêu điện thoại này. Ở hai mặt của nó thì hoàn toàn có toàn tính tàu thôi. Có mỗi Waterproof đây. Waterproof theo tiếng Anh hiểu nó là cái chống nước. Ở Chaspet là cái cụ để sửa chữa bằng cách dán. Có biểu tượng hình cây lá gì khỉ gì chả hiểu cây lá gì. Ở đây thì nó có một số các cái thông số bằng tiếng Trung Quốc như là 20, 100 độ C này, âm 40 độ C và 700%, mình cũng chả hiểu là cái gì. Tí nữa thì mình sẽ cho anh em xem cái mô tả cái sản phẩm này tiếng Việt. Ở đây toàn tiếng tàu thôi, xem chả hiểu mô tê gì. Đó. Đây, còn đây là ở trên chi tiết về cái sản phẩm này. Đây, nó chính là cái băng keo siêu dính chống thấm. Cái này mình mua là khoảng 36.000 nha anh em. Từ cái shop này. Đây này. Cái thông tin với keo này này, theo như quảng cáo thì mình thấy nó rất nhiều tác dụng luôn. Và cái này nó rất là nổi tiếng ở trên mạng, rất nhiều video nó có nói về cái này rồi. Nhưng mà toàn thấy cái kiểu cái video quảng cáo như kiểu này, đó. Ở cái video này các bạn có thể thấy là dán cả ống tuyết này. Đấy, nó dính như này cơ mà. Đó, thấy chưa? Dính chắc chưa? Đấy, dán các vào các cái ống nước này, các cái đường ống nhựa ấy. Đó. Để mình hàn cái đường ống chạy ống nước bị vỡ này, hoặc là mái tôn bị dột. Đấy anh em này. Đấy, ví dụ như một cái ống PVC này, đấy họ dán vào cái miếng này này là coi như là sửa được luôn. Bóc ra này. Bóc ra không bóc được luôn này. Đó, đấy là cái video quảng cáo ở trên mạng này. Cái này mình thấy trên quảng cáo trên rất là nhiều luôn, Facebook, YouTube này đó. Ôi, chắc chưa? Chắc kinh như đồng đồ cột đó. Đó. Còn về chi tiết về cái sản phẩm này, mình thấy shop này nó giới thiệu rất là nhiều luôn. Sản phẩm chuyên dụng với lớp keo rất là dày, tính liên kết cao, không thấm nước và khi đã dính thì không thể trở lại bình thường. Và đặc điểm của keo này là khả năng cách nhiệt làm chậm đi quá trình phân hủy của lớp keo bên trong. Do lớp ngoài nó có lớp màng polymer. Đó. Thông số của nó thì là cái này sẽ là rộng 5 cm, dài 5 m. Như vậy cái chiều ngang này của nó sẽ là 5 cm và cả cuộn này thì là 5 m. Và đây có thể sử dụng dán ở trên các chất liệu như là kim loại này, nhựa, gỗ, cao su, kính, từ bê tông, gạch men, gốm sứ, vải bạt, máy tôn inox, kể cả ở trên bề mặt sơn chống dính vẫn chơi được hết. Đó. Và không như là các cái loại keo khác trên thị trường cơ bị bong trong một thời gian sử dụng thì Waterproof này có độ dai bền cao. Và băng keo 5 m có thể sử dụng trong nhiều năm với những lỗi rò rỉ bất ngờ. Và đây cũng một số lưu ý khi mà cái sử dụng cái sản phẩm này có lẽ là rất nhiều người không đọc. Ở đây shop ghi rất rõ nhá. Để băng keo đạt hiệu quả cao nhất thì chúng ta phải lưu ý này. Thứ nhất là phải vệ sinh cái bề mặt mà cần dán để băng keo nó dính được tốt nhất. Đó là lý do thứ hai. À thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta phải đo và ướm thử cái vị trí độ dài cần dán rồi mới bắt cắt băng keo. Và cố gắng thì dán một lần là ăn luôn, chứ đừng có thể là dán ra xong bóc lại rất là khó. Và lưu ý thứ ba là xé giấy ở đầu ra rồi xé giấy ở một đầu vừa dán keo ra khỏi dán keo rồi. Ok, đó là một chút thông tin về cái sản phẩm này cũng như là cái quảng cáo này. Bây giờ mình sẽ bóc ra và chúng ta sẽ dán thử nhá. Đầu tiên là mình sẽ mở cái niêm phong cái này luôn. Một cái lọ này thì giá cũng khá là rẻ thôi, có 36.000. Đó, mình mua ở trên Shopee nhá. Đó, rất là rẻ luôn. Nguyên siêu này. Bóc ra xem thế nào. Cái này họ dán niêm phong rồi mà, không sợ bị...
rồi. Mình sẽ rạch ra luôn nha anh em nha. Đó. Quay từ plot, quay từ biếc thì cũng đâu đầu nó đâu. Đây. Đây cái đầu nó đây anh em ạ. Quận này dài 5 mét này. Đây này, nó có một cái lớp nó bọc một cái ni lông ở đây đấy anh em này. Chỗ này có một lớp ni lông nữa này. Đây, mình sẽ bóc thử cho anh em xem này. Đây, chỗ này nó có một cái lớp băng dính này. Đó. Không phải đây anh ạ, nó chỗ này cơ. Đấy. Nói chung là rất khó khăn tôi bóc được cái này ra. Đấy, chúng ta sẽ bóc cái này. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ bung hẳn miếng keo cho anh em xem nhá. Đây. Ở chỗ này của nó cũng có cái lớp keo này. Đó. Đấy. Cái này thì bóc ra đến đâu thì dán đấy lấy luôn nhá. Tránh cho anh em bóc ra xong dán đè lại nó sẽ bị mất. Nó sẽ không dính được keo này. Đây. Rồi đây. Bên trong cái lớp này. Ồ, như vậy cái lớp này của nó có một cái lớp dính nữa nhá. À, cái này thì nó sẽ có một cái lớp là một cái băng dính nữa anh em ạ, như kiểu băng dính hai mặt ấy. Chỗ này bây giờ nó không như nó không dính này. Còn nếu mà chúng ta dán chúng ta sẽ phải bóc thêm một lần nữa ở đây nhá. Đây này. Anh em sẽ mình sẽ cắt thử một đoạn cho anh em xem. Đây, cái đoạn này thì hoàn toàn không dính này. Vậy mình sẽ cắt thử một đoạn này nhá. Đây. Một cái đoạn này. Đây, một cái đoạn này đổ cho anh em này. Ở đây thì nó có một cái. Đấy, chúng ta sẽ bóc cái băng dính này này. Đấy, nó có một cái băng dính đen này. Đó. Nó sẽ có một cái lớp băng dính đen. Và đây chính là cái lớp keo của chúng ta này. Cái lớp keo này mình thấy thì nó khá là giống cái lớp keo của cái keo 3M. Khá là dính luôn này. Để lại lên vết vân tay luôn này. Thực ra cái keo này mình thấy cái độ dính của nó chỉ giống keo 3M thôi. Mình thử đè lên tay xem nào. Dính chắc phết đấy chứ. Dính khá là chắc anh em ạ. Đó. Đó. Dính khá là chắc luôn. Cái này mình mới chỉ thử nghịch thôi. Tí nữa chúng ta sẽ dán thử nhá. Đó. Còn cái lớp bạc này. Cái lớp bạc này thì nó sẽ phủ lên trên. Và ví dụ như là anh em dán máy tôn ý, thì cái lớp bạc này nó sẽ có tác dụng là nó khi mà ánh nắng nó chiếu vào, nó sẽ gọi là cái lớp bạc này nó sẽ làm giảm bớt cái hấp thụ nhiệt vào cái keo này để khiến cho cái keo nó bền hơn ấy. Đó là theo mình hiểu như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực nghiệm và dán thử nhá. Bây giờ sẽ đi kiếm một cái chai hoặc là một cái ống nước, chúng ta dán thử xem nó có chống thấm được như quảng cáo không. Đây này, càng ấn như cái này càng dính nhá. Đó. Dính phết luôn. Trên thực tế thì cái keo Waterproof này thì ứng dụng thì thường là anh em sẽ sử dụng để ví dụ như là mình có những cái máy tôn, đây là những cái tôn tôn minh ấy, cái tôn này tôn sáng ấy, dù nó hút những cái ánh sáng nó chiếu vào những cái giếng rồi như này, thì mình có thể sử dụng cái Waterproof này để vá những cái vết thủng như là đây. Anh em sẽ thấy là người ta bắn những cái ốc như này, thường nó sẽ rất dễ bị thủng ấy. Thì có thể dùng cái Waterproof để rán lên các cái miếng thủng. Hoặc là mình có thể sử dụng để phá những cái miếng thủng của bình inox này. Đó. Rất là nhiều. Và như các cái ống nước như này. Chúng ta sẽ gặp những cái ống nước. Ở đây ống. Đây là cái này là cái trụ của ống nước. Ví dụ đây. Những cái đường ống nước như này. Đây. Ống nhựa PVC này. Mình có thể sử dụng Waterproof này để vào những cái chỗ thoát sàn như này. Đó. Nói chung ứng dụng của Waterproof này rất là nhiều luôn. Đây những cái đường nước này. Đó. Vá những cái vết thủng đây này. Đó. Ứng dụng. Còn lại anh em dùng để phá những cái lỗ đây. Ví dụ như kìa. Ví dụ cái máy tôn kìa. Thủng lỗ này. Đó. Có thể sử dụng để chống thấm ở máy tôn. Cái tôn này thủng rất là nhiều luôn. Tàn cái lỗ các thứ luôn. Rồi, ở đây thì mình có mấy cái ống PVC này. Mình có ống PVC như này. Bây giờ chúng ta sẽ thử dán lên cái này nhá. Đây, ví dụ một ống PVC bị nứt vỡ như này. Đây này, ống nó thủng rất là nhiều luôn.
Bây giờ mình sẽ thử dán lên cái này trước. Đó. Hoặc là mình sẽ thử nghiệm, mình sẽ dán lên một số các cái chai nước này này. Đây, cũng có một cái xô thủng nữa này. Đây. Chúng ta sẽ thử dán lên những cái miếng cái xô thủng này. Đây, nước ở đây. Rồi. Rồi, cái chai này thì mình cũng sẽ thực hiện một cái thử nghiệm là chúng ta sẽ chê một cái lỗ ở đây. Đây, gần đáy chai đi. Đây, một cái lỗ như này. Rồi, mình sẽ lau qua một chút nhé, vệ sinh vào như này. Rồi, và dùng giấy dán đánh. Lau qua và chúng ta sẽ lại cắt một miếng waterproof nữa. Không cần cắt nhiều đâu anh em ạ. Đấy, một miếng này thôi. Vừa với cái này là được. Bóc ra này. Đó. Đó. Úp nó vào đây. Anh em dán xong thì nhớ mình cào cái mép này nhá, cho nó keo nó ăn vào đấy. Đó. Rồi chúng ta xoa đều lên này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ thử nhá. Đây, mình dán waterproof đây. Đổ nước vào. Xem thế nào nhá. Đây, anh em thử thấy nhá. Không chảy nước luôn. Đó. Đây, chảy nước này. Mình thử đậy nắp lại nhá. Đậy nắp vào này. Rồi. Thử bóp đây. Khá là chắc luôn. Không dòm nước gì luôn này. Nói chung là cái miếng này mà biết cách sử dụng thì nó cũng khá là ngon. Giá cũng rẻ nữa mà, không thủng gì nhá. Ok. Rồi, video ngày hôm nay thì chúng ta đã thử nghiệm cái miếng dán waterproof chống thấm siêu dính giá rẻ ở trên Shopee. Cảm nhận và đánh giá của mình khi mà sử dụng cái miếng dán waterproof này thì đã đúng là nó dán được. Và để sử dụng được cái miếng dán này thì những cái lưu ý mình cũng đã chia sẻ trong video, đó là các bạn chú ý là chúng ta phải vệ sinh thật kỹ cái bề mặt chúng ta dán này. Ví dụ lỗ thủng đây thì chúng ta sẽ phải là lau sạch hết cái vết bẩn này và dùng những cái giấy ráp này chúng ta đánh để tăng cái độ kết dính của cái keo này với cái bề mặt dán. Còn nếu không mà các bạn anh em thiếu thủng đây, anh em mua về cắt ra ộp thẳng vào đây thì nó sẽ bung ngay nhá, tại vì nó có cái lớp bụi nó dính ở giữa hai cái này. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác.